Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ 6 ngày 1 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Chương trình Thời sự tối nay sẽ có các tin chính sau. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung về công tác cán bộ. Nông dân cải tạo ao đầm bắt đầu xuống giống nuôi thả thủy sản vụ xuân hè. Cảnh báo tình trạng lừa đảo bán hàng với giá cao, thu lời bất chính. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ họp thứ 11 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 nghe và cho ý kiến một số nội dung về công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự hội nghị. Tại hội nghị đã dành thời gian để nghe các ứng cử viên trình bày tóm tắt chương trình hành động để ứng cử vào các vị trí chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng thời bốc thăm trả lời các câu hỏi của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những vấn đề liên quan đến thực tiễn công tác cũng như những nội dung liên quan đến các vị trí chức danh cần tuyển chọn. Đây là một bước trong quy trình tuyển chọn cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, mục đích nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cán bộ mà nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra, hạn chế được những tiêu cực trong quy trình bổ nhiệm cán bộ, đảm bảo tính công khai, dân chủ, khách quan, cơ bản khắc phục được tình trạng cục bộ khép kín, chủ quan trong công tác cán bộ. Qua đó, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá được toàn diện khách quan cả về uy tín, tín nhiệm, phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ, năng lực của cán bộ được tuyển chọn, đảm bảo đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Việc thực hiện tuyển chọn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo đúng quy trình sẽ giúp lựa chọn những cán bộ thực sự có chất lượng để bổ sung vào các vị trí chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý khuyết thiếu, đồng thời sẽ tạo điều kiện cho công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh cho những năm tiếp theo. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về một số nội dung quan trọng khác. Sau đây là thông báo của Tỉnh ủy Thái Bình, một số nội dung về công tác cán bộ. Tại kỳ họp ngày 1 tháng 4 năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị. 1. Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 2. Bổ nhiệm đồng chí Đặng Văn Hách, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, kiêm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. 3. Đồng ý bổ nhiệm lại đồng chí Phan Tự Long, Phó Giám đốc Sở Tài chính, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính. 4. Đồng ý bổ nhiệm lại đồng chí Đàm Anh Tuấn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. 5. Đồng ý điều động đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, đến nhận công tác tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh để bổ nhiệm giữ chức vụ Tránh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. 6. Đồng ý giới thiệu đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Hưng Hà, ứng cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình. 7. Đồng ý điều động đồng chí Vũ Thị Hằng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ. 8. Đồng ý điều động đồng chí Phạm Ngọc Kế, Trưởng phòng Ngoại vụ, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nhận công tác tại Sở Công Thương để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương. 9. Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Luận, Trưởng phòng Khoa học Thông tin Tư liệu, Trường Chính trị tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trường Chính trị tỉnh. 10. Đồng ý điều động đồng chí Vũ Văn Mạnh, Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn, Báo Thái Bình, đến nhận công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. 11. Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Phí Ngọc Thành, Trưởng phòng Việc làm, An toàn Lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 12. Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Phạm Tùng Lâm, Trưởng phòng Công nghiệp Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Lam Sơn tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, ngày 2 tháng 4 năm 1996, 2 tháng 4 năm 2016 và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy,
đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tới dự. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, từ một cơ sở sản xuất nhỏ, công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Lam Sơn ngày càng lớn mạnh, khẳng định thương hiệu trên thương trường, kinh doanh đa ngành nghề với 4 đơn vị thành viên: Công ty cổ phần Lam Sơn, Công ty cổ phần ABC Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Lam Sơn, Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Phú Đạt. Doanh thu của công ty mỗi năm đạt từ 3.000 đến 3.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 800 lao động và hàng nghìn lao động vệ tinh. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy trao huân chương lao động hạng nhì cho tập thể cán bộ, người lao động Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Lam Sơn vì có thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho doanh nghiệp vì có thành tích xuất sắc thi đua trong năm 2015, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân dịp này, 15 cá nhân của đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng bằng khen vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2015. Sáng nay, Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình Mico thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Vinacomin tổ chức sơ kết công tác sản xuất kinh doanh quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2016. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tới dự. Quý 1 năm 2016, Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình vận hành nhà máy an toàn, sản xuất được trên 23.000 tấn ammonitrat, đạt 110% kế hoạch. Công ty đã làm chủ việc thu hồi nước thải nhiễm amoni, quay lại quá trình sản xuất hoặc cung cấp trực tiếp cho các đơn vị trong tổng công ty để sản xuất, tạo việc làm ổn định cho gần 300 lao động với mức thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng một người một tháng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đóng góp của công ty vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua. Đồng thời đề nghị công ty tiếp tục cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các quy trình hướng dẫn vận hành an toàn hóa chất, bố trí công việc phù hợp với năng lực của người lao động, đảm bảo phát huy được sức sáng tạo, trách nhiệm của người lao động, thực hiện nghiêm túc kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định, đặc biệt đối với khí thải. Từng bước tuyển chọn, xây dựng và đào tạo đội ngũ bảo dưỡng, sửa chữa có đủ năng lực để khắc phục những sự cố thông thường. Cũng nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho công ty và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2015, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình khen thưởng cho 30 cán bộ, công nhân viên có thành tích xuất sắc trong quý 1 năm 2016. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết hoạt động năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Ban Hội nhập Kinh tế Quốc tế tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Hội nhập Kinh tế Quốc tế tỉnh chủ trì cuộc họp. Trong năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban Hội nhập Kinh tế Quốc tế tỉnh bám sát chỉ đạo của cơ quan trung ương, vận dụng vào tình hình kinh tế xã hội của tỉnh thực hiện công tác hội nhập thiết thực hiệu quả. Kết quả trong năm 2015, tổng sản phẩm trong tỉnh đạt hơn 42.800 tỷ đồng, tăng 9,76% so với năm 2014, là năm có mức tăng trưởng cao nhất trong 4 năm gần đây và cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước. Năm 2015, các thể chế của tỉnh được cải cách và hoàn thiện từng bước, mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế được cải cách mạnh mẽ. Tỉnh Thái Bình đã thực hiện cơ chế một cửa liên thông với trung tâm hành chính công của tỉnh và ở 4 huyện thành phố đi vào hoạt động ổn định. Nền hành chính công của tỉnh ngày càng hiện đại, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp doanh nghiệp và sản phẩm được nâng cao. Các yếu tố của nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển đồng bộ và hiệu quả. Nông nghiệp nông thôn từng bước được hiện đại hóa, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định. Nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội ngày càng được đào tạo chính quy, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của tỉnh với quốc tế. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Công Thương tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung các số liệu cụ thể hoàn thiện báo cáo, chỉ rõ những nguyên nhân tồn tại hạn chế. Trong năm 2016, các ngành các cấp tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, rà soát các nội dung về chính sách hội nhập liên quan đến ngành mình để có chương trình hành động cụ thể. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cần phân định rõ nhiệm vụ của một số ngành chủ chốt về công tác hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh và đổi mới nội dung tuyên truyền về công tác hội nhập, thu hút sự quan tâm của người dân. Đề nghị Ban Hội nhập Kinh tế Quốc tế tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung phương thức chỉ đạo, thực hiện tốt công tác hội nhập kinh tế quốc tế trong năm 2016 và giai đoạn tới. Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo tình hình tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, báo cáo tình hình hoạt động của Ban quản lý bến xe bến sông Thái Bình để thực hiện cổ phần hóa. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp tỉnh báo cáo kết quả tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 5 năm 2011-2015, nhiệm vụ giải pháp đến năm 2020 và Ban Quản lý Bến Xe, Bến Sông báo cáo tình hình hoạt động, công tác chuẩn bị để thực hiện cổ phần hóa. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua và khẳng định việc thực hiện cổ phần hóa 5 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong giai đoạn 2011-2015, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý đường bộ Thái Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu tỉnh Thái Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và công trình đô thị Thái Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Thái Bình và xí nghiệp in Thái Bình, đã giúp cho các doanh nghiệp chủ động bố trí lại cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, xây dựng lại phương án sản xuất kinh doanh, áp dụng các mô hình quản lý kinh doanh tiên tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ. Về công tác chuẩn bị thực hiện cổ phần hóa Ban Quản lý Bến Xe, Bến Sông Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý cần tổ chức quán triệt các văn bản quy định của nhà nước và của tỉnh về cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, để mỗi cán bộ, viên chức, người lao động nhận thức được chủ trương của Đảng và của nhà nước về cổ phần hóa. Chủ động xây dựng dự thảo về việc cổ phần hóa, đảm bảo theo đúng quy định của nhà nước, hài hòa lợi ích giữa các bên và hoàn thành việc xây dựng phương án thực hiện cổ phần hóa trước ngày 30 tháng 6 năm 2016. Chiều nay, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc lấy ý kiến hướng dẫn thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các đại biểu đã đóng góp vào các nội dung dự thảo thông chi hướng dẫn thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là cuộc vận động lớn phù hợp với tình hình hiện nay, song việc xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn nông thôn mới còn trùng hợp với xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều đại biểu có ý kiến về nội dung triển khai cuộc vận động cần rõ hơn, xác định cụ thể tiêu chí cho từng vùng miền cụ thể với đơn vị hành chính là thôn làng, tổ dân phố. Một số nội dung cuộc vận động chưa rõ về nhóm giải pháp thực hiện cuộc vận động. Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, tổng hợp trình Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu hoàn chỉnh thông chi thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để cuộc vận động triển khai sát thực tiễn đạt hiệu quả cao. Trước đó, sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã có cuộc khảo sát nội dung này và tham quan mô hình phát triển kinh tế tại xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư. Chuẩn bị cho vụ nuôi trồng thủy sản năm 2016, nông dân huyện Tiền Hải tập trung cải tạo ao đầm để kịp xuống giống tôm xung quanh tiết Thanh Minh. Với diện tích gần 2.000 hecta nuôi trồng thủy sản nước lợ, đối tượng chính là tôm sú, tôm thẻ chân trắng, nên việc cải tạo ao đầm đòi hỏi nghiêm ngặt. Huyện Tiền Hải chỉ đạo các hộ nuôi trồng thủy sản vùng ngoài đê quốc gia tôn cao đê bao, bờ đầm, sửa chữa cống đầu mối, nạo vét kênh mương. Những ao đã thu hoạch, chủ ao đầm tháo kiệt nước, thu gom rong rêu, cải tạo đáy ao, diệt khuẩn, diệt tạp và ổn định độ pH bằng vôi bột. Đối với vùng chuyển đổi, tập trung phơi khô đáy ao, nạo vét bùn, đảm bảo độ sâu từ 1,2 đến 1,4 mét. Trước khi thả giống từ 7 đến 10 ngày, tiến hành lọc nước, diệt tạp, bón phân gây màu. Cùng với tổ chức tập huấn kỹ thuật cho người nuôi trồng thủy sản, huyện siết chặt công tác quản lý, kiểm soát con giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản, góp phần hạn chế tình trạng con giống kém chất lượng, ảnh hưởng đến hiệu quả nuôi trồng thủy sản. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều đối tượng lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của người dân để bán hàng với giá cao, thu lợi bất chính. Đã có nhiều người dân mắc lừa để mua hàng tới cả 100 triệu đồng. Hôm nay, biên tập viên Hồng Hạnh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Xin mời chị Hồng Hạnh. Xin cảm ơn Minh Trang. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình đã có loạt phóng sự phản ánh về tình trạng sai phạm trong kinh doanh mua bán hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn Nắng Bình Minh. Đến nay, công ty này đã ngừng hoạt động. Vấn đề mà người dân quan tâm hiện nay là hoạt động sai phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn Nắng Bình Minh đến đâu, đã được xử lý như thế nào? Và người dân cần phải làm gì để không bị lừa trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo hiện nay? Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi tổng hợp của phóng viên thời sự. Theo hồ sơ từ Sở Công Thương Thái Bình, thì công ty trách nhiệm hữu hạn Nắng Bình Minh đăng ký hoạt động kinh doanh từ cuối năm 2015 tại trụ sở số 355 đường Lý Bôn, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình. Ngay sau đó, công ty này đã thu hút vài trăm người dân đến đây để sinh hoạt, vui chơi, văn nghệ và giải trí.
để khuyến khích các bà các cô hăng hái tham gia. Công ty này còn phát phiếu cho những ai tham gia và càng nhiều phiếu thì càng đổi được lắm hàng như thế này. Tuy nhiên, đấy chỉ là thủ đoạn của công ty này dẫn mối để người dân mua các sản phẩm của mình với cái giá trên trời. Mức chênh lệch lên tới hàng chục lần giá trị thực của sản phẩm. Tôi thì bị đau đầu gối cho nên là tôi đi mua cái sản phẩm là đai gối với đai bụng. Thế này là tôi là mua vậy thì khi mua thì là giá là 2 triệu một bộ. Thì tôi cũng không tham khảo giá thị trường vì là thị trường làm gì có cái đấy. Chúng tôi nghĩ đi đến đây thì biết đây thôi, mà người ta bảo là của Hàn Quốc thì nó tốt thì tôi cũng cứ vậy là tôi mua thôi, mà mọi người cũng mua chứ không phải mình tôi mua. Mua một bán gấp 10 nghe có vẻ vô lý, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn Nắng Bình Minh đã lừa hàng trăm người dân mua hàng của mình với thủ đoạn vô cùng tinh vi, đó là quảng cáo những tính năng siêu thực tế các sản phẩm của mình để người dân tin tưởng mua hàng. Thì cái thảm này thì thấy bảo công dụng là nằm thì là hạ huyết áp này, rồi không đi tiểu đêm này, rồi chữa rất là nhiều bệnh, các như kiểu là bách bệnh ấy. Thế nhưng mà thực chất là không phải như vậy. Huyết áp thì vẫn cao, mỡ máu vẫn còn, rồi tiểu đêm thì vẫn đi liên tục. Đấy, hay là cụ thể như là cái bánh xà phòng cũng thế. Bánh xà phòng là 500.000. Thì công dụng của nó là gì? Họ giới thiệu quảng cáo là hay lắm, là chống rụng tóc này, rồi thì chữa được nấm này, rồi chữa được cả ung thư cổ tử cung này. Đấy. Thế nhưng mà thực chất ra thì cũng nhiều người dùng và cũng kêu là bánh xà phòng mà gội đầu vào thì rít không thể chảy được và có khi còn rụng tóc thêm ra. Còn khác tác dụng khác thì tôi nghĩ là không có. Sai phạm của công ty Nắng Bình Minh là như vậy. Nhưng dư luận đang đặt câu hỏi, vai trò quản lý nhà nước của các ngành chức năng là như thế nào? Mở rộng vấn đề này thì mới đây nhất, cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an vừa triệt phá vụ lừa đảo bán hàng đa cấp liên kết Việt với hàng chục nghìn người tham gia. Thiệt hại của người dân lên đến hàng trăm tỷ đồng. Chiêu trò mà các đối tượng liên kết Việt áp dụng cũng giống như công ty trách nhiệm hữu hạn Nắng Bình Minh với cùng một bản chất, đó là lừa càng nhiều người tham gia càng tốt để kinh doanh kiếm lời với số lượng lớn. Và người dân đặt ra câu hỏi là liệu còn bao nhiêu công ty trá hình đang lừa đảo người dân và trách nhiệm của cơ quan chức năng ở đâu? Phải làm rõ vấn đề này thì tôi xin đề nghị là phải có sự phối hợp của các cái cơ quan chức năng. Thế và cơ quan thuế phải vào cuộc một cách kịp thời. Thì với có một cái trả lời chính xác những cái việc mà có vi phạm hay không có vi phạm để mà có biện pháp xử lý ngăn chặn những cái biểu hiện hoạt động sai phạm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nắng Bình Minh chỉ là một trong số nhiều công ty trá hình đang hoạt động lừa người dân mua hàng với giá cao. Việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các đơn vị này như thế nào, người dân đang chờ câu trả lời từ lực lượng chức năng. Vâng, thưa chị Hồng Hạnh, vậy qua vụ việc này chị có khuyến cáo gì đối với người dân không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi mong muốn qua sự việc này người dân cần nêu cao cảnh giác khi mua bán hàng hóa, nên lựa chọn và mua các sản phẩm tại các đơn vị uy tín. Cần xem kỹ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, tem và bao bì sản phẩm rõ ràng. Và khi phát hiện có những dấu hiệu sai phạm, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý. Còn bây giờ xin mời chị Minh Trang tiếp tục chương trình thời sự. Vâng, cảm ơn chị Hồng Hạnh. Tiếp sau đây sẽ là những tin tức sẽ có trong chương trình. Kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ ở các doanh nghiệp. Thanh tra giao thông và công an thành phố tăng cường xử lý các phương tiện vận tải hành khách vi phạm luật giao thông. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bảo tàng Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, mùng 1 tháng 4 năm 1986, mùng 1 tháng 4 năm 2016. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại lễ kỷ niệm, Bảo tàng tỉnh đã ôn lại truyền thống và những dấu ấn của đơn vị, đồng thời ra mắt cuốn kỷ yếu Bảo tàng tỉnh 30 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời, nhiều tổ chức cá nhân trong tỉnh đã hiến tặng những tài liệu, cổ vật và kỷ vật chiến tranh quý giá. Thay mặt Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa đã tặng bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho Bảo tàng tỉnh Thái Bình. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh tặng bảo tàng bức chướng của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh mang dòng chữ đoàn kết đổi mới phát huy và phát triển.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh ghi nhận những đóng góp của Bảo tàng tỉnh đối với sự nghiệp văn hóa, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Bảo tàng tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được. Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Thái Bình kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ ở các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đoàn đã kiểm tra 15 đơn vị trên địa bàn thành phố Thái Bình, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, ga, các nhà máy may, da giày, trường học. Đây là những đơn vị có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn lao động và cháy nổ. Qua kiểm tra, các đơn vị doanh nghiệp đều chấp hành tốt các quy định về phòng chống cháy nổ. Hầu hết các đơn vị đều tổ chức tập huấn cho lực lượng tự vệ và cán bộ cơ quan về công tác phòng cháy, mua sắm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cho khu vực nhà làm việc và kho sản phẩm. Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế của các đơn vị, nhắc nhở công nhân chấp hành quy định trang phục, bảo hộ lao động phù hợp với đặc thù công việc, cần khắc phục về điều kiện ánh sáng, tiếng ồn chưa đảm bảo tại một số vị trí làm việc của người lao động và triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2016. Lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với cảnh sát giao thông thành phố tăng cường xử lý các phương tiện vận tải khách vi phạm luật giao thông trên địa bàn thành phố. Lực lượng chức năng đã xử lý hàng chục trường hợp chủ yếu là các xe khách cố định tuyến liên tỉnh, xe khách tuyến huyện đi sai luồng tuyến, dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định. Trong đó chủ yếu là các xe khách tuyến liên tỉnh không theo tuyến đường tránh, cố tình cho xe chạy lòng vòng trên địa bàn thành phố đón trả khách gây cản trở, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Phối hợp với ban quản lý bến xe tăng cường tuyên truyền các lái xe chấp hành nghiêm quy định của luật giao thông đường bộ, đặc biệt tăng cường lực lượng chốt trực tại điểm nút giao thông quan trọng ngã tư chợ trên địa bàn thành phố. Xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, chạy sai luồng tuyến, nhồi nhét khách, đảm bảo trật tự an toàn giao thông mỹ quan đô thị thành phố Thái Bình. Đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn và Facebook của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Sau đây ít phút chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của mục hỏi đáp về luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.